Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với CCA Channel và mình là Lốc. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật đến cho các bạn một số cái tin vui, đó là anh em chúng ta đã hold những cái NFT của dự án Lifeform này, một cái dự án mà mình đã có hướng dẫn ở trên YouTube cũng như là trên channel của Telegram rất là nhiều để chúng ta có thể sở hữu NFT của nó. Và nếu như các bạn có hold thì hôm nay dự án đã công bố là sẽ có airdrop cho người dùng khi mà sở hữu, khi mà hold những cái NFT này. Và tin này thì mới được dự án cập nhật vài giờ trước thôi ha, ngày 31 tháng 7 đó, nên là mình cập nhật cho các bạn luôn. Cụ thể là dự án đã snapshot cho những ai holder, những ai sở hữu rồi ha, và sẽ airdrop cái đồng token LFT, đồng token của dự án ở cái chuỗi khối là BSC và ETH ha. Còn về số lượng và airdrop bao nhiêu, thông tin thì dự án sẽ cập nhật trong thời gian tới. Về những NFT được xác nhận để trả airdrop thì hầu như tất cả những cái NFT của Lifeform ha, các bạn có thể xem ở trong cái phần bảng này, hoặc là chúng ta có thể vào trang Lifeform đó chúng ta xem cái bài thông báo. Và kèo này thì ngày trước team CCA cũng đã lên rất là nhiều cái bài viết cho các bạn ha. Đó, thì ở đây có rất nhiều bài viết mà CCA đã hướng dẫn để các bạn có thể min được các cái NFT khác nhau. Đó, từ những cái NFT avatar nè, những NFT loại Halo ha. Đó, rất là nhiều cái NFT khác nhau, và cái dự án này thì cũng được Binance Lab để ý và hỗ trợ đầu tư, nên cái tiềm năng của nó có thể nói là cũng khá là lớn ha. Rồi, để kiểm tra được các cái NFT mà các bạn sở hữu á, thì kèo này nó cũng khá là lâu và rất là nhiều NFT, nên là chúng ta không biết sở hữu những NFT nào và đã tham gia những cái kèo nào, thì các bạn vào cái trang là market của nó ha, cái trang mua bán NFT của nó, và chúng ta tiến hành kết nối ví. Đa số thì anh em sử dụng ví MetaMask ha, nên là các bạn cứ dò hết tất cả các loại ví xem là chúng ta sở hữu những cái NFT gì, vì nhiều anh em chúng ta sử dụng rất là nhiều loại ví cũng như là cheat rất là nhiều ạt ha. Và có thể thấy là sau cái tin tức vừa rồi của Lifeform thì cái trang web này nó cũng khá là lắc ha, bởi vì nhiều anh em vào đây check. Rồi, ok, sau khi kết nối ví xong thì chúng ta sẽ vào cái phần là microfile ha. Các bạn có những cái NFT nào của Lifeform, những cái thể loại nào á, thì nó sẽ hiển thị đầy đủ ở trong cái phần My NFT này. Và trong ví này thì mình có hai cái NFT Lifeform Cartoon ha, và một cái vật phẩm NFT là cái dây chuyền. Ở cái Lifeform này thì nó có vừa là avatar nè, rồi nó có nhiều cái bộ sưu tập collab nè, và nó có những cái NFT về vật phẩm như là quần áo, giày dép ha. Về các cái tên NFT cũng như là bộ sưu tập thì các bạn có thể kiểm tra trong phần collection này ha. Đó, nó có tất cả những cái tên này, và chúng ta đọ xem là bên cái trang Twitter nó công bố á, chúng ta có những cái NFT nào. Và mình nghĩ là khi chúng ta sở hữu những cái NFT càng xịn, càng khó tìm thì cái tỷ lệ airdrop đồng token LFT càng nhiều ha. Và dự án này thì nó bắt đầu khởi chạy khá là lâu, cũng như là có nhiều cái bộ sưu tập, nhiều cái NFT khác nhau, nên là chúng ta rất là khó trong cái việc là xác định sở hữu những cái NFT nào. Nếu mà anh em nào mà tham gia tất cả những cái NFT của nó, có những cái NFT hiếm, những cái NFT khó tìm, thì chúc mừng anh em có thể là nhận được nhiều cái phần thưởng airdrop ha. Và để xem được những cái NFT chi tiết thì các bạn có thể vào lại cái phần market nè. Ở đây thì người dùng có rao bán tất cả những cái thể loại NFT đó, từ NFT avatar nè, NFT POAP nè, hay là những cái loại hiếm như là NFT Halo ha. Và anh em thử tìm hết tất cả các ví xem, biết đâu là chúng ta tham gia nhiều ví đó, chúng ta min nhiều lần đó, thì chúng ta được nhiều cái loại NFT khác nhau ha. Ở cái ví này thì mình có 3 cái NFT, để mình chuyển sang cái ví khác xem là được thêm NFT gì. Các bạn cứ ngắt kết nối rồi chúng ta kết nối lại và chuyển ví ha. Rồi chúng ta lại vào phần profile nè. Ở cái ví này thì mình có một cái NFT cartoon. Tuy nhiên thì cái NFT cartoon Lifeform này á, nó khác với cái NFT Lifeform khi nãy của mình ở cái ví trước ha. Đó, nên là anh em kiểm tra lại xem là bên cái phần công bố airdrop của nó thì nó có yêu cầu chúng ta sở hữu những cái NFT nào, thì các bạn kiểm tra lại tên NFT ha. Việc còn lại là chúng ta chờ đợi công bố tiếp theo từ dự án là thời gian airdrop này, cũng như là airdrop như thế nào. Thì đây cũng là một tin tốt, tin vui, hiếm hoi dành cho anh em nào chúng ta tham gia airdrop cũng như là tham gia thị trường crypto trong thời điểm thị trường đang downtrend, đang khó khăn như thế này ha. Có những dự án nó trả airdrop rất là bất ngờ mà chúng ta không biết được. Có những dự án nó công bố sẽ có airdrop, tuy nhiên thì nó lại quay xe, nó không có airdrop ha. Nên là đối với airdrop retroactive thì các bạn cứ làm đi, chúng ta làm thật là nhiều thì khả năng chúng ta trúng sẽ càng cao. Rồi, và ngoài ra thì các bạn đừng quên tham gia một cái sự kiện độc quyền của kênh CCA với sàn RAM SBT ha, vẫn đang diễn ra. Đó là sự kiện các bạn có thể nhận được 75 đô bonus mà mình đã có làm video, cũng như là kênh CCA đã có làm nhiều video hướng dẫn cho anh em.
thì ở cái sự kiện này mình xin nói lại đó là chúng ta sẽ đăng ký tài khoản RAMXBT theo đường link của kênh CCA, sau đó là nạp vào tài khoản 100 đô margin ha. Tiếp theo là các bạn sẽ điền một cái form sự kiện và cuối cùng các bạn sẽ nhắn tin cho một bạn hỗ trợ bên sàn RAMXBT để chúng ta có thể nhận được là 25 đô bonus gồng lỗ ha. 25 đô bonus gồng lỗ này nó sẽ trừ trực tiếp vào cái số tiền này nếu mà các bạn trade lỗ. Khi hết 25 đô thì nó mới trừ vào cái số tiền mà các bạn nạp vào, cái số tiền chính ha. Ngoài ra khi các bạn trade đủ volume 50.000 đô trở lên thì chúng ta còn có thể nhận được thêm một cái bonus 50 đô nữa. Và 50 đô này chúng ta có thể trade trực tiếp, sử dụng nó để trade ha. Tất cả lời trade được các bạn sẽ có thể rút ra, còn nếu lỗ thì nó trừ hết 50 đô này thì thôi ha. Còn cái 25 đô này chúng ta sẽ sử dụng để gồng lỗ nếu mà không may chúng ta lỗ khi trade. Và cuối cùng là các bạn còn có thể sử dụng code CCA25 để giảm 25% phí giao dịch trong lúc trade ha. Để cho những anh em chúng ta trade lấy volume đó thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều trong việc trade này. Về chi tiết hơn cái sự kiện này cũng như là cách thức tham gia và cách trade như thế nào tối ưu để đạt volume thì các bạn có thể xem lại những video hướng dẫn của kênh CCA trên YouTube ha. Rồi còn lại nếu như anh em có thắc mắc gì thêm về sự kiện này cũng như là cập nhật của Lifeform thì các bạn có thể để lại comment ở phía dưới video hoặc là join group CCA, tụi mình sẽ hỗ trợ cho các bạn ha. Và video của mình đến đây cũng xin kết thúc, chúc cho tất cả anh em nhận được thật là nhiều airdrop của Lifeform. Nếu cảm thấy video hữu ích thì có thể để lại cho mình một like và một subscribe. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.